Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Não đại, có biến. Đậu xanh, đây là đi nhầm vào phim trường Cái Xác Không Hồn hay sao? Não đại, đây là tình huống gì vậy? Âm dương quay ngược, người chết sống lại. Có người đã phá vỡ quy luật sinh tử rồi. Những cái xác này chỉ biết dọa người hết hồn. Một lúc thì không động đậy nữa. Không cần phải quản, đi thôi. Đừng nhìn nữa, đi. Não đại, bước tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Mục tiêu không thay đổi, Kinh Châu. Cúng tế lan rộng giống như là nửa chùa, giữa người và người tàn sát lẫn nhau. Hắn đã nhìn thấy sông lớn bẩn trở lên trong suốt hơn. Hắn đã nhìn thấy bách tính điên cuồng cung phụng cho thần vị. Phúc trạch ngô thần, thiên tứ vĩnh sinh, hồn phách hóa bạch hổ, thiên địa nư về, vạn vật đều là đồng. Âm dương là than củi tạo hóa vi công, hóa anh luyện đan thoát khỏi biển khổ. Giá trị sợ hãi cộng không, giá trị sợ hãi cộng không. Lại là tà giáo đồ, trên thế giới này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Một đường đi đến đây toàn là một đám điên. Siêu phàm thành tiên, thoát khỏi lớp vỏ của người phàm. Cước trước khi chết vẫn còn cười, đã bị mê hoặc đến mức độ này rồi sao? Trên đường đi này đụng phải tà giáo càng lúc càng nhiều hơn rồi, thậm chí là con đường phải đi qua, bọn họ đang nghĩ cái gì vậy? Cái tên đứng phía sau muốn ngăn cản chúng ta, nhưng mà cho dù để bọn họ ở trước mặt của ta tự sát tập thể, ta cũng sẽ không bị ngăn cản nửa bước. Đi thôi, đúng vậy, lên đi thôi. Chúng ta đi về phương hướng đó 100 dặm nữa, chính là ngọn núi lớn của Thính Nguyệt Am. Bây giờ ở đây nghỉ ngơi một chút, sau khi tạnh mưa sẽ xuất phát tiếp. Đã liên tục một ngày một đêm rồi, cũng không biết là cơn mưa này lúc nào mới có thể dừng lại. Tiết khí này, không nên có một trận mưa lớn như vậy. Thế đạo không bình thường, thời tiết cũng không bình thường. Tương truyền thiên tứ có bản lĩnh hô mưa gọi gió, trận mưa này e rằng cũng là do hắn sở cho. Não đại, một năm trước ta đi ngang qua Bính Châu tất cả quân bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là đại hoàng tử đi khắp nơi đánh trận. Chúng ta ở Lương Châu đánh trận mấy tháng, bên ngoài đã biến thành như vậy, thay đổi thật là nhanh. Ta sớm đã có dự cảm, đế quốc chính là dần dần rơi xuống vực sâu. Nếu như cứ để mặc kệ phát triển, e rằng chưa đến 10 năm, đế quốc sẽ triệt để rơi vào địa ngục nhân gian. Nhưng mà não đài ở trong chờ ngăn một năm, lẽ nào vẫn chưa nghe qua hắn hay sao? Lúc đó tiên nhân rơi vào ngủ say, đánh nhau với ta đều là người trong giang hồ. Mà thiên tứ lại có quan hệ với quan lại quyền quý nhiều hơn, ta và hắn tiếp xúc chẳng qua chỉ là người cùng một giới. Cô thì sao? Cô đi khắp nơi, biết có lẽ là cũng nhiều hơn ta. Theo như ta nghe ngóng được, Ngọc Hoàn Quan đã có lịch sử hơn 100 năm. Mỗi một đời mẫu thân của quán chủ nghe nói đều là dạ mộng hồng loãn, ăn vào để giáng sinh. Sau đó, con trai con gái khác đều không hẹn mà bái vào Ngọc Hoàn Quan. Lập được bản lĩnh của tiên nhân, có thể hô mưa gọi gió, điểm đá thành vàng, dừng bước sinh ra hoa sen. Có người nói là truyền thừa của tiên nhân, nhưng ta cảm thấy bọn họ thật ra là cùng một người.